Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của người dân tới Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, thời gian qua nhiều xe trọng tải lớn hoành hành trên tuyến đường DH52 đoạn qua xã Tân Châu, huyện Khoái Châu làm mặt đường bị hư hỏng xuống cấp. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã cử phóng viên về xác minh. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, mặc dù là đường bê tông nhưng tuyến đường DH52 luôn được phủ một lớp bùn đất hai bên và ở giữa đường hàn lún nặng, có nơi tạo thành rãnh sâu. Chạy bùn với chạy hàn với chạy cát rồi, cái này nó vài năm nay rồi. Hàng ngang qua mình chả gõ đây, chỗ đây phát kinh. Cứ ở nhà ở gần đây mới biết là đêm các xe công chở gạch nó khủng nhất thế nào. Trao đổi với phóng viên, người dân sinh sống hai bên đường cho biết xe chạy qua đây chủ yếu chở vật liệu xây dựng từ các bãi vật liệu trên địa bàn xã Tân Châu để phục vụ cho hoạt động xây dựng trên địa bàn. Trời nắng thì bụi bay mù mịt, còn trời mưa thì lầy lội. Vì vậy, hầu hết các gia đình sống hai bên đường đều phải đóng kín cửa suốt ngày đêm. Nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, một số chủ bãi chứa vật liệu xây dựng đã thuê người để hàng ngày quét dọn bùn vật liệu vương vãi. Nhưng với số lượng xe chạy quá lớn thì đó là giải pháp tình thế tạm thời. Hè về thì người ta mới chở bùn, còn bình thường là cát đá của công trình lấy. Trời mưa thì nó mới kéo khỏe, rồi nắng thì nói chung là khô thì quét nó dễ. Dân có ý kiến phản ánh về bụi bặm cái nước cũng là cũng có cái cơ sở là chính xác và đúng. Thế thì công ty cũng có trách nhiệm thuê mướn người quét dọn thường xuyên hàng ngày, hàng giờ để bảo đảm đường sạch sẽ cho bà con và các cháu đi học. Sau khi quan sát thực địa và trao đổi với người dân sống hai bên đường, chúng tôi đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu. Bà Vũ Thị Lung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu cho biết, đoạn đường này được thi công từ năm 2005 với tổng chiều dài khoảng 4 km, theo tiêu chuẩn đường liên xã do Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu làm chủ đầu tư. Theo bà Lung, hiện trên địa bàn có 4 đơn vị sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng. Các đơn vị này thường xuyên vận chuyển hàng hóa bằng xe trọng tải lớn. Với nguyên nhân xảy ra tình trạng trên, bà Lung nhận định bên cạnh việc xe tải lớn đi qua thường xuyên thì nguyên nhân còn đến từ việc chất lượng thi công kém và thiết kế đường không phù hợp quy hoạch vùng. Sau cái việc hôm nay thì các đồng chí cũng về trao đổi, cũng làm việc với xã, thì xã cũng xin tiếp thu và cũng xin hứa với các đồng chí rằng là sẽ mời các công ty lên và nhắc nhở cố gắng là có thể nhất, những việc có thể nhất để đảm bảo giữ cái vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển. Cũng cho đảm bảo cái môi trường cho nhân dân. Để ngăn chặn và xử lý nghiêm các xe chở quá tải trọng chạy trên tuyến đường DH52 nói riêng, các tuyến đường trên địa bàn huyện nói chung, rất cần sự vào cuộc tích cực, quyết liệt và kịp thời của các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng của huyện Khoái Châu. Trước mắt, tu sửa, nâng cấp những đoạn đường đang bị xuống cấp, phục vụ cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa của bà con nhân dân trong xã cũng như trong khu vực. Chuyên mục ống kính phóng viên tuần này của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.